Firefly là phiên bản M4 Sherman được trang bị khẩu pháo 17 Pounder của Anh, có khả năng bắn xuyên giáp hầu hết xe tăng Đức trong Thế chiến 2. Đây cũng chính là loại xe đã bắn hạ nam tước đen Michael Whitman. Có 3 biến thể Firefly: biến thể VC của Joe Erskine được công nhận tiêu diệt Tiger 1 của Whitman. Mình đã lên sóng chiếc VC khá lâu rồi, còn ngày hôm nay review chiếc Firefly trong bộ sưu tập của Anh Quốc. So sánh chiếc Firefly thường và xe tăng vàng thì chiếc VC sẽ có thông số tốt hơn để bán được hàng ấy mà. Anh em sẽ phải lưu ý cho mình những điểm mạnh, điểm yếu trên chiếc Firefly thường như sau. Mình nói điểm yếu trước nhé. Đầu tiên, tốc độ tối đa không hề nhanh, tiến dưới 40 km/h, quá chậm so với tăng hạng trung cấp 6. Bộ giáp yếu, không khác gì giấy cả, nhiều đạn nổ có thể bắn xuyên được, ẩn giấu kém. Vì vậy, khi chúng ta băng qua những vị trí nguy hiểm hoặc là kẻ địch tấn công dồn dập, chắc chắn chiếc Firefly sẽ không thể chạy thoát được. Bù lại, khẩu pháo 17 Pounder của Anh, tuy sát thương mỗi viên chỉ là 150 thôi, nhưng có độ xuyên đạn thường lên tới 171, đạn vàng 239. Đây đều là những con số tốt nhất của tăng hạng trung cấp 6, có thể bắn xuyên những kẻ địch ở cấp 7 và cấp 8 nữa cơ. Emperor Horse bên địch vừa nhô lên cái còn 4 báu, tội thật chứ. Vai trò của chiếc Firefly chính là bắn tỉa, cũng đúng thôi, phải tận dụng tối đa khẩu pháo này. Thời gian nạp đạn cũng khá là nhanh, dao động từ 4 cho đến 5 giây. Super Hellcat đang đứng giữa đông, anh ta đang đi vào vị trí an toàn, cho anh ta 2 phát liên tục, khá ổn đấy chứ. Firefly cũng giống như đám M4 Sherman của Mỹ, có thể mang được ổn định dọc. Anh em thoải mái bắn những kẻ địch đang di chuyển như thế này. IKV, anh ta đang chạy vào vị trí soi D3. Không biết đang lộ hình à? Mình rút lui xuống. Rất may là chiếc Super Hellcat chắc là bắn vào khẩu pháo hay là mallet của mình chăng. E25 đứng ở vị trí B3, cần phải đề phòng. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng bắn mù vị trí của chiếc Super Hellcat, dọn đường cho chiếc Emperor Hot chạy lên soi. Phát đạn đầu tiên có vẻ như không bay về đằng sau, thêm phát đạn nữa. Super Hellcat đã bị bay màu. Lì lợm, trúng viên đạn đầu tiên rồi mà không đi vào. Đang ra hiệu cho chiếc Emperor có thể chạy lên cánh 1-2 để soi. À, bên địch có 2 chiếc Tiger 1 đi chung đội với nhau. Vào trong thành phố, tái hiện trận đấu của Joe Erskine và Michael Whitman. Tiger 1 trong thành phố có vẻ như không chú ý đến vị trí của mình. Nhân cơ hội này xả đạn anh ta. Tiêu diệt chiếc Tiger 1. Còn một chiếc nữa đang ở bên trái. Kẻ địch đang chiếm bất cứ, gây áp lực thời gian. Và Tiger 1 đang băng qua. Một phát đạn slap shot bắn nhanh của mình, anh ta dưới 100 máu, có thể tiêu diệt được. Nhưng đằng sau có chiếc E8, mình đổi mục tiêu luôn. Bây giờ thì là chiếc Tiger 1, anh ta lộ tháp pháo, bắn trúng đài quan sát, tiêu diệt luôn. Và mình tin rằng đây là chiếc Tiger 1 của Michael Whitman. Mình đã bắn trúng đài quan sát, khiến cho chỉ huy của chiếc Tiger 1 này bị hạ gục. Vui vẻ thôi anh em nhé. E8 đang quay bông về đây, anh ta chạy thoát. Quên mất độ hạ nòng của chiếc Firefly khá là tệ. Khẩu pháo 17 Pounder mà, nó cồng kềnh hơn so với những khẩu pháo khác trên xe tăng M4 Sherman Mỹ. Đằng sau có chiếc E25, mình cần phải chạy vào trong thành phố để né. Úi giời, tổ lái quá, dính 2 phát, né 2 phát. Trận đấu này kết thúc quá trong vánh. Tỷ số 12-1, bọn mình phục kích đám Tiger 1 mà. Có 2 pháo tự hành đang ở phía trước. E25 thì có vẻ như đang chạy về. Soi thấy chiếc M44 nhưng không trúng giáp. Grab New Battle, liệu mình có thể kiếm được huy chương 2 pháo và Top Gun không? Đáng tiếc là mình chậm mất một tích tắc. Bỏ mất 2 huy chương ngon. Trận đấu kết thúc, mình bắn được gần 2.000 sát thương, cũng hỗ trợ được 1.200, nhưng đã tái hiện được cảnh Firefly tiêu diệt Tiger 1. Đến với trận đấu thứ 2, bản đồ Pearl River, tốc độ tối đa tuy chậm vậy thôi nhưng vẫn duy trì tốt. Anh em mang theo cái Nitro lên được 40 km/h, đến những vị trí bắn tỉa từ xa được. Còn bản thân mình
chơi tầm trung và một chút cận chiến, tối ưu khả năng spam đạn và liên tục gây sát thương lên kẻ địch. Lưu ý, đối đầu với những kẻ địch mà có thời gian nạp đạn bằng nhưng sát thương lớn hơn, ví dụ như T-34-85, T-34-85M, Thai-58, chúng ta sẽ dưới kèo đấy. Lựa chọn những kẻ địch, ví dụ như E-2, E-8, VKM còn chơi được. Mình sang cánh 1-2 thôi, gần căn cứ. Cố gắng không để cho kẻ địch chiếm, gây áp lực thời gian, bọn mình sẽ vất vả. Tốc độ đang khá tốt, nhiều đồng đội đang ở đằng sau. T-37 đã bị lộ hình, không mang camo, bảo sao bị ăn bắn là phải rồi. Trời ơi, T-37 lộ hình, Crusader SP bắn đến, mình ăn đạn lạc, mất 200 máu. Tuyệt vời, dự là chiếc T-52 đang ở phía trước. 1375 cũng đi cánh này. Challenger luôn. Một phát đạn vừa di chuyển vừa khai hỏa khá tốt. Lợi thế của thiết bị ổn định nòng pháo cho xe cấp thấp đấy. Vỡ tầm không nhiều. Mình đang cố gắng chiếm tảng đá K1 nhưng có vẻ như không được rồi. Chiri đang ở phía trước, Bundel cũng đang xông lên. Đều là những kẻ địch bắn nhanh. Bắt buộc phải rút lui. Pháo thì đang dí. Bundel dễ dàng bắn xuyên tháp pháo của mình. Độ xuyên của anh ta cũng khá tốt mà. Vừa di chuyển vừa khai hỏa, tiếp tục bắn xuyên chiếc Challenger. Bùn đèo với chúng tôi à. Chúng ta hoàn toàn có thể khai hỏa và kích cò trước khi kẻ địch bắn. T-37 đã xông vào tảng đá K1. Anh ta mở góc bắn vào vị trí của mình. Tình hình căng nha. Có khả năng mình sẽ phải rút lui khỏi vị trí này thôi. Không hạ được nòng, chơi thập thò là chính. Té. Xoay xe chạy thoát. Lộ hình rồi, 1375 vừa soi trăng. Anh ta có tảng đá, mình cũng sẽ có tảng đá. Thập thò tí, kiểm tra vị trí kẻ địch. Phát đạn vừa rồi trượt hay sao ấy. Đồng đội đằng sau thì cũng không còn nhiều máu. Tiger 131 sắp bay rồi. Black Green bên địch thì đang cố gắng chiếm căn cứ. Căng nha. Hai tăng hạng nặng bên mình đi cánh 89, chẳng gặp ai cả. Công nhận tốn thời gian thế nhờ. Di chuyển nhanh các bạn ơi. Mình đang xem chiếc 1375 có chạy về không, cho anh ta một viên. Nấp sau cái bụi cây này, hạn chế anh ta soi thấy mình trước. Đúng như mình dự đoán, 1375 đã chạy về. Anh ta đến cái tảng đá K1 để cố gắng bắn vào cái vị trí của mình đang đứng ở trước đó ấy. Nhưng mà mình về đây rồi thì không bắn được ai cả mà. Bắt bài cả thôi. Có vẻ như chiếc Chiri soi thấy mình hay sao ấy. Lộ cả phần thân trước ra mà. Căng nhờ. Chưa bên nào dám tấn công. Sau khi mà K1 không còn ai cả, mình tiếp tục quay trở lại vị trí G1. Chạy lên soi thấy chiếc Challenger, lộ hình luôn rồi. Nếu không bắn được kẻ địch thì mình sẽ soi cho pháo tự hành ném. M44 và Crusader SP đều là những pháo tự hành có thời gian nạp đạn nhanh. Tận dụng bụi cây phía trước, thập thò soi kẻ địch. Có mang kính mà, tự soi tự bắn, phòng cấp dưới. Chỉ có những con hàng nào mà dưới 350m tầm nhìn ấy là mình sẽ không mang kính thôi. Trong khi đó Firefly có tầm nhìn cơ bản 370, con số tốt ở xe cấp 6. Anh em thấy mình thập thò tháp pháo ra để soi mà không lộ này. Kiếm thiệt hại hỗ trợ. Chiri vẫn đang canh vị trí H1 đấy. Sát thương nghiêm trọng nhưng có vẻ như không đứt xích. Mình ngắm hơi cao. Đáng lẽ ra có thể ngắm chậm hơn một chút, trúng xích đồng đội đằng sau bắn sẽ hay hơn. Nhưng căn bản là mình cũng không muốn để cho chiếc Chiri soi và xả đạn. Kẻ địch đã rút lui và Black Green đang chiếm căn cứ. Đây là cơ hội để mình bắn từ trên xuống. Xanh tâm nhưng giáp đã không bị xuyên. Chúng tắt pháo à? Tiếp tục reset căn cứ, gây áp lực cho chiếc Black Green. Đồng đội ở vùng trung tâm đang bắn vào.
11 máu. Chạy đã tiêu diệt được không? Ngon lành luôn. Có soi thấy hai pháo chống tăng ở đằng sau. Hay quá. Sau khi hết lộ hình, mình sẽ đi ra. Một phát đạn bắn mù trúng chiếc Lason. Bây giờ thì mình sẽ tiếp cận gần hơn để giao tranh với những kẻ địch ở phía trước. Chiri hết máu rồi. Đồng đội đang ép căn cứ địch. T-52, anh ta vẫn đứng ở bụi cây này. Mình chạy hơi hớ. Phá hủy xích. Anh ta đã sửa và di chuyển. Phát đạn tiếp theo vừa phá xích vừa gây cháy. T-52 bất lực luôn. Chỉ đi phía trước. Sát thương nghiêm trọng, bắn nhanh và lùi xe. Nấy đạn chiếc Chiri. Không biết đằng sau pháo chống tăng bên địch đã rút lui để phòng thủ cánh kia chưa. Mình sẽ không dại dột tấn công đâu. Chỉ còn 400 máu thôi. Một phát đạn bắn thích xeo xuyên phần tháp pháo của chiếc Chiri. Tuyệt vời. Con này có độ chính xác vẫn khá tốt đấy chứ. Tỷ số hiện tại 11-6, đang có lợi thế rồi. Soi thấy chiếc Jackson. Mình bị trượt xuống. Đồng đội ơi, bao nhiêu người đằng sau nhiều máu vẫn đứng bắn tỉa thế. Lên cận chiến các bạn ơi. Pháo đã ném. Cơ hội tấn công chiếc Jackson. Anh ta đi vào rồi. Chắc là sợ đồng đội mình đằng sau bắn ấy mà. Ra hiệu hỗ trợ. Kệ thôi. Mình cứ vào làm mấy viên. Bên địch có chiếc E25 thông thạo vàng kìa. Dấm ầu thế bạn ơi. Jackson đã bắn trúng phần thân trước của mình. Và chỗ đó để trục chuyển động hay động cơ vậy? Chắc là trục chuyển động giống như đám Đức. Tiêu diệt chiếc Jackson. Tiếp tục tấn công ba kẻ địch còn lại. E25. Anh ta phục kích mình. No. Thời gian nạp đạn của anh ta rất nhanh. Cố gắng chờ chiếc AT-8 đằng sau. Crusader SP vừa bắn vào tảng đá phía trước. À, anh ta đứng khá gần. AT-8 đằng sau. Tạo thế gọng kim. Chưa mất rồi. Ơ kìa, E25. Giáp của AT-8 khá dày. Ông lại chơi áp sát thế thì còn đâu mà điểm yếu bắn. Crusader SP đã bị chiếc scope tiêu diệt. Stuckhole bên địch thì đi săn pháo tự hành. Ấy thế mà pháo tự hành bên mình quật bay màu ông Stuckhole. Kết thúc trận đấu. Hai trận đấu trước đó thì mình đều chơi tầm trung và cận chiến. Trận đấu cuối cùng mình sẽ bắn tỉa từ xa và sử dụng toàn bộ đạn AVCR giống như ngoài đời thực vậy. Có độ xuyên tốt hơn nè, vận tốc đạn bay nhanh hơn. Dại gì mà không sử dụng. Dành cho những anh em nhà giàu và cày hiệu suất chiến đấu thôi nhá. Vị trí bắn tỉa quen thuộc E2. Có thể canh đường biển và vùng trung tâm. Thấy đồng đội bắn mù nhiều quá, mình cũng góp vui mấy viên. T-34-85 chơi đường biển luôn. Có vẻ như bọn họ sẽ không băng qua. AMX-13FL-11, anh ta đang ở vùng trung tâm. Này thì chạy xuống. Lộ một chút tháp pháo thôi, vẫn bắn trúng. Kẻ địch cũng bắn mù lại vị trí này. Hay là chiếc Panzer bên mình lộ hình thế. Để mình kiểm tra bụi nào. Thì mình có bắn mù trúng chiếc M10 một viên. Trong những pha đạn bắn mù lên vị trí B5. T-34-85M chiếm được vị trí C3 rồi. Anh ta có thể mở góc bắn lên cái vị trí bọn mình đang đứng. Pháo ném. Mình hơi mạo hiểm đấy nha. Không thèm di chuyển. Có đấy trúng bông và vị trí động cơ thì xác định cháy. T-34-85 đang cố gắng tiêu diệt chiếc M10 bên mình à? À không, anh ta muốn giao tranh với chiếc Panzer 4H.
vẫn tiếp tục chờ đồng đội soi, bắn tỉa mấy viên. Cận chiến bây giờ không phải ý hay. Stalker, anh ta muốn chạy lên bụi để soi à? Có tầm nhìn đâu mà soi. Khó bắn quá, lộ ra một chút phần cabin. Tiếp tục chờ đợi kẻ địch. Dạng chung bên địch có vẻ như đang dồn lên và chơi cận chiến rồi. Này thì bắn mù. Thế 3485 bờ kìa. Anh em phá trung tâm chú ý. Còn có 300 máu thôi á. Liệu mình có nên chơi cận chiến không nhỉ? Đang cố gắng bắn mù sử dụng đạn APCR. Vui mà. Gần như là xuyên cả thế giới. Sát thương nghiêm trọng luôn. Cũng không soi thấy mình á? Không mang kính à? Hay là bị mù? Một phát đạn rất tốt và chiếc xe Movente. Có khả năng bây giờ mình lên cận chiến là được ấy. Tỷ số 6-3 rồi, có lợi thế. Số máu thì đang hòa. Tiêu diệt những kẻ địch trọng yếu, mở con đường tấn công căn cứ địch là một ý hay. Tùy vào tình huống trận đấu, chúng ta sẽ phải chơi làm sao cho nó hợp lý. Không nên cắm quá lâu ở một cái điểm mà không còn tốt nữa. Vai trò bắn tỉa, nhưng mà cũng phải di chuyển cho nó linh hoạt, phải không? Trừ những chiếc xe không thể chơi cận chiến được. Ví dụ như khóa khẩu pháo trên thân. Chơi ở các góc nó khó ấy. Xoay xe sang bắn kẻ địch mất thêm thời gian, họ có thể phá hủy xích mà chúng ta không thể nào làm gì được. Thôi rồi, tấn công đi. Không nên chậm trễ. Chậm là mất hàng đấy. Mình vừa nói xong thì đúng là mất hàng thật. Chán quá. Mới bắn được khoảng 600 sát thương thôi. Xe MVT, anh ta không mang camo, mình dễ dàng soi thấy. Thế phát đạn nữa đi. Anh ta bị hỏng khẩu pháo. Thế là bay màu luôn. 3 phát đạn có thể tiêu diệt được một pháo trung tăng cấp 5 này. Mình sẽ để cho đồng đội tấn công cánh này, chạy tắt sang kia, yểm trợ ta hạng nặng, tiêu diệt chiếc M6 và Thoát 2. Có vẻ như M6 và Thoát 2 đang phòng thủ rất tốt. Ta hạng nặng bên mình đang ngã xuống nhiều. Anh ta đang bắn chiếc T-3485 bên mình. Ngon quá nhờ, được 2 viên xuyên tháp pháo. Thực ra độ xuyên đạn thường của chúng ta cũng có thể đục được chiếc Thoát 2, không nhất thiết chuyển sang đạn vàng. Cây ATM rút bạc mà. Có ra hiệu cho chiếc T-34 cẩn thận, để mình lên trước bởi vì còn nhiều máu. Bây giờ là thời khắc xông lên rồi. Không thể nào mà chùn bước, không thể nào mà yếu đuối được. Ăn trên xương máu đồng đội cả nửa trận đấu rồi. Thoát 2 đang quay mông về đây. Phá hủy được xích không? Anh ta vẫn đi lên được. Leo bát chạy thoát đi. Mục tiêu ít máu. AMX-13 về gara. Và bây giờ M6. Mình ngắm vào xích để cố gắng phá hủy. Phát này thì đứt rồi. Tốt. Thoát 2 xông vào luôn. Hình như chiếc Thoát 2 cũng sử dụng khẩu pháo này đúng không? Mình thấy cùng sát thương, cùng độ xuyên. À không, tên gọi khác đấy. Nhìn cái bộ hãm nòng là biết. Pháo tự hành thì bị đồng đội tiêu diệt. Còn bây giờ mình sẽ chạy sang để tấn công chiếc UZ. Khóa mục tiêu, sát thương nghiêm trọng. Anh ta sửa gì đó rồi. Phát đạn thứ hai tiếp tục là sát thương nghiêm trọng, gây cháy luôn. Phát cuối nổ tung đạn. UZ-131 GFT đen quá trời luôn. Hai cái module trọng yếu đều bị mình phá hủy. Vì chiếc Firefly đang bán trong bộ sưu tập sơ đồ công nghệ Anh nên nhiều người không biết nó có tồn tại hay không, đặc biệt là người chơi mới, nên số kinh nghiệm gốc lấy Master khá là thấp, chỉ dao động khoảng 1.000 cho đến 1.001 thôi. Anh em có thể lấy về để làm nhiệm vụ chiến dịch cá nhân. Ví dụ như trận đấu Stepped, mình bắn được khoảng 3.000 sát thương và hầu hết đều là bắn tỉa từ xa, kiếm được Master. Điểm đội thì số kinh nghiệm này chưa cộng tinh thần can đảm chống cự. Tiếp theo là trận đấu bản đồ Osterbay, khoảng 3.000 sát thương thôi nhưng cũng kiếm được Master. Và đây, một cái trận đấu mình bắn khoảng 2.400 sát thương mà cũng kiếm được Master, thì chứng tỏ là chiếc xe này không có nhiều người chơi
Nói chung thì Firefly là một tăng hạng chung, thiên về bắn tỉa, thiên về độ xuyên, chứ không phải là hàng cận chiến hay là sát thương lớn. Anh em có thể mua nó về để luyện chơi xe bắn tỉa có tháp pháo sẽ như thế nào, căn kẻ địch đang di chuyển ra sao, check bụi, check vị trí mà kẻ địch có thể đứng. Một vài trường hợp thì chuyển sang đạn vàng, đục giáp tăng hạng nặng bên địch như ngoé luôn. Và đó là video của mình ngày hôm nay về chiếc Firefly, loại xe tăng đã bắn hạ nam tước đen Michael Wittmann của Đức. Anh em nghĩ sao về nó? Đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!